hành vi sức khỏe và quá trình thay đổi hành vi của con người. Mục tiêu 1. Trình bày được khái niệm hành vi sức khỏe. 2. Phân tích được các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến hành vi sức khỏe. 3. Mô tả được các bước quan trong quá trình thay đổi hành vi và phân tích được các yếu tố tác động đến các bước của quá trình thay đổi hành vi. 4. Trình bày được các điều kiện cần thiết làm thay đổi hành vi vì sức khỏe. 5. Vận dụng kiến thức bài học giáo dục sức khỏe cho cộng đồng nhằm tạo dựng hành vi có lợi cho sức khỏe. Chuẩn bị tình huống 817. Yêu cầu 1. Dựa vào dữ liệu trên, hãy phân tích các hành vi sức khỏe. Đâu là hành vi có lợi, đâu là hành vi có hại, và đâu là hành vi trung gian. Vì sao? Chuẩn bị tình huống 918. Yêu cầu 1. Em hãy chứng minh yếu tố môi trường sống có tác động mạnh mẽ tới hành vi của mỗi con người. Khái niệm về hành vi và hành vi sức khỏe. Khái niệm về hành vi. Mỗi cá nhân đều sống trong một tập thể xã hội và có quan hệ với những người xung quanh trong mối tác động qua lại nhất định. Sự tác động qua lại giữa người này với người khác hay giữa con người với các sự việc, hoàn cảnh xung quanh được thể hiện bởi một hành động đơn lẻ hay các hành động phối hợp được gọi là hành vi. Như vậy, hành vi của con người được hiểu là một hành động hay nhiều hành động phức tạp trước một sự việc, hiện tượng mà các hành động này lại chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố bên trong và bên ngoài, chủ quan và khách quan. Hành vi là cách ứng xử của con người đối với tác động của hiện thực khách quan, một sự vật, hiện tượng, trong một hoàn cảnh, tình huống cụ thể. Nó được biểu hiện bằng lời nói, cử chỉ, hành động nhất định. Hành vi bao gồm kiến thức, thái độ, kỹ năng, niềm tin, giá trị xã hội cụ thể của con người. Các yếu tố này thường đan xen, liên kết chặt chẽ với nhau. Hành vi chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố: môi trường, sinh thái, kinh tế, văn hóa, xã hội, y tế. Khái niệm về hành vi sức khỏe. Hành vi sức khỏe là những hành vi của con người có ảnh hưởng tốt hoặc xấu đến sức khỏe của chính bản thân họ, của những người xung quanh và của cộng đồng. Theo ảnh hưởng của hành vi đến sức khỏe, chúng ta có thể thấy có hai loại hành vi sức khỏe. Đó là các hành vi có lợi cho sức khỏe và các hành vi có hại cho sức khỏe. Là hành vi của con người có ảnh hưởng tới tình trạng sức khỏe của cá nhân cũng như của cộng đồng. Những hành vi của con người có liên quan đến việc tạo ra, bảo vệ và nâng cao sức khỏe, hoặc liên quan đến một vấn đề sức khỏe nhất định. Hành vi sức khỏe có khi rõ ràng, công khai, có thể quan sát được, có khi không dễ dàng quan sát được. Trạng thái cảm xúc. Hành vi sức khỏe bao gồm hành vi có lợi cho sức khỏe, hành vi tăng cường cho sức khỏe, rửa tay trước khi ăn, tập thể dục buổi sáng, xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh. Hành vi có hại cho sức khỏe, hút thuốc lá, lạm dụng rượu. Hành vi không lợi, không hại cho sức khỏe, đeo vòng bạc cho trẻ em. Một khi hành vi sức khỏe thay đổi, nó sẽ có những hiệu quả nhất định, làm thay đổi trạng thái sức khỏe. Ví dụ chương trình kế hoạch hóa gia đình ngày càng được công nhận và đạt hiệu quả tốt khi nó được khởi xướng dựa trên sự hiểu biết, làm thay đổi hành vi sức khỏe của cộng đồng. Sử dụng các biện pháp tránh thai, thực hiện tốt chính sách hôn nhân, gia đình, quan hệ tình dục lành mạnh. Những hành vi có lợi cho sức khỏe, đó là các hành vi lành mạnh được người dân thực hành để phòng chống bệnh tật, tai nạn, bảo vệ và nâng cao sức khỏe, hay các hành động mà một người thực hiện để làm cho họ hoặc những người khác khỏe mạnh và phòng các bệnh tật. Hành vi sử dụng dịch vụ y tế đúng, như khám thai định kỳ, chăm sóc sức khỏe trẻ em theo hướng dẫn của thầy thuốc, tiêm chủng cho trẻ, kế hoạch hóa gia đình. Hành vi của những người ốm: nhận ra các triệu chứng sớm và tìm kiếm các biện pháp chẩn đoán điều trị đầy đủ, hợp lý. Ví dụ như bù nước bằng đường uống khi bị tiêu chảy, uống thuốc đúng, đủ theo chỉ định của thầy thuốc, ăn chế độ ăn đúng theo chỉ định của bệnh, rèn luyện theo hướng dẫn của thầy thuốc để phục hồi chức năng sau điều trị bệnh. Hành động của cộng đồng, hành động của các cá nhân và nhóm,
để thay đổi và cải thiện môi trường xung quanh có lợi cho sức khỏe, đáp ứng các nhu cầu cụ thể và sự quan tâm chung của cộng đồng. Nhiệm vụ của các cán bộ y tế là giới thiệu, khuyến khích, động viên, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để mọi người dân thay đổi lối sống không lành mạnh, thực hành các hành vi lành mạnh nhằm bảo vệ và nâng cao sức khỏe. Những hành vi có hại cho sức khỏe là các hành vi có nguy cơ hoặc có tác động xấu đến sức khỏe do một cá nhân, một nhóm người hay có thể cả một cộng đồng thực hành. Một số hành vi có hại cho sức khỏe do cá nhân và cộng đồng thực hành đã lâu và có thể trở thành những thói quen, phong tục tập quán, gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của nhiều người. Trên thực tế còn tồn tại nhiều hành vi có hại cho sức khỏe ở các cộng đồng khác nhau. Có thể kể đến nhiều hành vi có hại cho sức khỏe, như một số nơi sử dụng phân tươi bón ruộng, không ăn chín, uống chín, hút thuốc, lạm dụng và nghiện rượu, quan hệ tình dục bừa bãi, thiếu bảo vệ, nghiện hút, không đi khám chữa bệnh mà cầu cúng, bói toán khi bị đau ốm, lạm dụng thuốc, ăn kiêng không cần thiết, nhất là ở phụ nữ có thai và khi nuôi con nhỏ. Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi sức khỏe, suy nghĩ và tình cảm. Trước các sự kiện, các vấn đề của cuộc sống, mỗi người chúng ta có thể có các suy nghĩ và tình cảm khác nhau. Những suy nghĩ và tình cảm của chúng ta lại bắt nguồn từ kiến thức, niềm tin, thái độ và quan niệm về giá trị. Chính trình độ kiến thức, niềm tin, thái độ và quan niệm về giá trị đã làm cho chúng ta có thể quyết định thực hành hành vi này hay hành vi khác. Kiến thức. Kiến thức phản ánh sự hiểu biết của con người về một vấn đề nào đó. Kiến thức có được nhờ quá trình học tập và đúc rút kinh nghiệm qua thực tế cuộc sống. Trong lĩnh vực giáo dục nâng cao sức khỏe, kiến thức là sự hiểu biết của con người về tình trạng sức khỏe, bệnh tật, thương tật của cá nhân và cộng đồng. Các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe. Các yếu tố nguy cơ cho sức khỏe. Dịch vụ y tế, hệ thống y tế. Các biện pháp nhằm nâng cao và bảo vệ sức khỏe cho cá nhân và cộng đồng. Niềm tin. Niềm tin là một trong những yếu tố quan trọng trong đời sống con người. Nó giúp con người biết được cái gì chấp nhận, cái gì không được chấp nhận bởi. Niềm tin thường được bảo tồn rất mạnh, đôi khi rất khó thay đổi. Mỗi cá nhân, mỗi cộng đồng, quốc gia có những niềm tin khác nhau. Niềm tin thường được cha mẹ hoặc những người có uy tín trong cộng đồng truyền cho. Trên thực tế, muốn tạo cho con người có niềm tin, việc sử dụng những tấm gương trên thực tế, đúc rút kinh nghiệm trong cuộc sống, đóng vai là những phương pháp. Thái độ. Thái độ được coi là trạng thái chuẩn bị của cơ thể để đáp ứng với những tình huống hay hoàn cảnh cụ thể. Thái độ phản ánh những điều người ta thích hoặc không thích, tin hay không tin, đồng ý hay không đồng ý, ủng hộ hay ngăn cản. Thái độ thường bắt nguồn từ kiến thức, niềm tin và kinh nghiệm thu được trong cuộc sống. Đồng thời thái độ cũng chịu ảnh hưởng của những người xung quanh. Thái độ là cách thức ứng xử với một tình huống nào đó. Cơ sở để tạo ra thái độ là sự suy nghĩ, cảm xúc của con người cũng như khuynh hướng trước một tình huống cụ thể. Ví dụ một số thái độ như tích cực, tiêu cực, coi trọng, kính trọng, coi thường, thờ ơ, quan tâm, chăm sóc, thật thà, phân biệt chủng tộc. Giá trị. Giá trị là các tiêu chuẩn có vai trò quan trọng, tác động đến suy nghĩ và tình của con người. Một tiêu chuẩn nào đó được một người coi là có giá trị, với họ sẽ là động cơ thúc đẩy các hành động. Ví dụ về các tiêu chuẩn hay đặc điểm có thể được cộng đồng cho là có giá trị như: bà mẹ có nhiều con được xem là bà mẹ hạnh phúc. Các bà mẹ có các con khỏe mạnh là bà mẹ hạnh phúc. Có nhiều gia cầm, ruộng vườn riêng được bạn bè noi theo. Trình độ văn hóa cao được cộng đồng kính trọng. Có nhiều bạn bè là sang trọng. Sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi người. Những người có ảnh hưởng quan trọng. Những thành viên trong gia đình, tổ ấm. Về mặt vai trò thì người cha là người có uy quyền nhất. Người mẹ là tình thương yêu và con cái, anh chị em luôn có sự đùm bọc và sự ganh đua lành mạnh. Mối quan hệ đó nếu đảm bảo hài hòa sẽ đưa đến sự phát triển tốt về trí tuệ,
thể chất và tình cảm của mỗi thành viên trong gia đình. Các hành vi sức khỏe của họ có ảnh hưởng tốt tới các thành viên khác trong gia đình, những người trong xã hội, những người lãnh đạo trong cộng đồng. Do uy tín của họ mà các hành vi sức khỏe của những người lãnh đạo trong cộng đồng có tác dụng rất tốt tới việc hình thành hành vi sức khỏe trong cộng đồng. Vai trò của các thầy giáo, cô giáo trong các trường học vô cùng quan trọng với mục đích dạy chữ, dạy nghề của ngành giáo dục. Các thầy cô giáo là một tấm gương cho học sinh noi theo. Những hành vi sức khỏe của họ sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới việc hình thành hành vi sức khỏe của học sinh. Các thành viên trong cộng đồng. Sự tác động của các thành viên trong cộng đồng cũng có ý nghĩa quan trọng. Một cộng đồng khỏe mạnh khi mà tất cả các thành viên trong cộng đồng đều có các hành vi tốt để bảo vệ và nâng cao sức khỏe của họ. Mỗi thành viên khỏe mạnh sẽ góp phần tạo nên một cộng đồng khỏe mạnh. Nguồn lực để thực hành nhiều hành vi nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật. Cộng đồng hay cá nhân cần có các điều kiện cần thiết về nguồn lực. Nguồn lực cho thực hiện hành vi bao gồm các yếu tố như thời gian, nhân lực, tiền, cơ sở vật chất, trang thiết bị. Nhiều cá nhân có đủ kiến thức, họ hiểu rất rõ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của họ. Nhưng vì thiếu các điều kiện nguồn lực, nên họ không thực hiện được hành vi mong muốn. Thời gian. Thời gian là một trong các yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến hành vi của con người. Có những hành vi cần có thời gian để thực hành hoặc để thay đổi. Nhân lực. Nhân lực đôi khi ảnh hưởng lớn đến hành vi sức khỏe của cộng đồng. Nếu một cộng đồng nào đó có thể huy động nguồn nhân lực, thì việc tổ chức các hoạt động lao động phúc lợi cho cộng đồng sẽ được thực hiện dễ dàng. Kinh phí. Tiền cần thiết để thực hiện một số hành vi. Cơ sở vật chất, trang thiết bị. Cơ sở vật chất, trang thiết bị là các điều kiện cần thiết hỗ trợ cho thay đổi một số hành vi sức khỏe. Yếu tố văn hóa. Sự chăm sóc và phục vụ y tế. Để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân, trước hết là hệ thống tổ chức mạng lưới y tế phải rộng khắp, có sự quan tâm đặc biệt đến các vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, những nơi đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn, những vùng thường xảy ra thiên tai. Cần đảm bảo cho tất cả mọi người, dù ở đâu đều được quan tâm, chăm sóc sức khỏe. Hành vi sức khỏe cộng đồng. Hành vi của mọi thành viên có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe cộng đồng. Hành vi tốt có tác dụng tích cực tới tình trạng sức khỏe cộng đồng. Hành vi không tốt làm ảnh hưởng xấu tới sức khỏe cộng đồng. Vì vậy, cán bộ y tế cần giúp mọi người hình thành hành vi tốt, tránh những hành vi xấu trong chăm sóc bảo vệ sức khỏe cá nhân, gia đình và cộng đồng. Quá trình thay đổi hành vi sức khỏe. Sự thay đổi hành vi thường xảy ra theo hai hướng. Thay đổi tự nhiên, hành vi thay đổi theo những sự kiện tự nhiên. Như đôi khi chúng ta có những thay đổi cách ứng xử của mình theo cộng đồng xung quanh mà không suy nghĩ nhiều về điều đó. Thay đổi có kế hoạch. Chủ thể vạch ra kế hoạch để thay đổi hành vi của mình. Như kế hoạch giảm dần số lượng thuốc hút hàng ngày, rồi tiến tới bỏ hẳn. Quá trình thay đổi hành vi thường diễn ra qua 5 bước. Bước 1. Nhận ra vấn đề mới. Chưa quan tâm đến sự thay đổi hành vi. Trong giai đoạn này đối tượng không hiểu biết. Hiểu biết chưa đầy đủ hoặc hiểu biết một vấn đề nào đó. Nhưng chưa quan tâm, chưa chấp nhận. Hoặc chưa nhận thấy nguy cơ tiềm tàng của hành vi sức khỏe hiện có. Nên chưa quan tâm đến sự thay đổi hành vi. Bước 2. Đã có quan tâm để thay đổi hành vi. Từ chưa chấp nhận đến chấp nhận thay đổi. Mức độ quan tâm phụ thuộc chủ yếu khả năng nhận thức của mỗi người. Thông thường ở giai đoạn này đối tượng đã quan tâm và hiểu biết phần nào đến vấn đề sức khỏe của mình. Họ đã xem xét đến việc thay đổi hành vi, nhưng còn thiếu kiến thức, kinh nghiệm, hoặc có thể gặp phải một số khó khăn làm cản trở dự định thay đổi của họ. Từ chưa có ý định đến có ý định ra quyết định, chấp nhận hoặc từ chối việc thay đổi hành vi. Đối tượng đã nhận thấy sự bất lợi khi duy trì hành vi cũ, đã nhận thấy lợi ích của hành vi mới. Họ đã quyết tâm và kế hoạch để thay đổi hành vi. Bước 4. Hành động thực hiện hành vi mới. Đối tượng đã sẵn sàng thực hiện việc thay đổi. Thực hiện hành vi mới thay đổi theo kế hoạch của họ. Đồng thời đánh giá những lợi ích
mà họ nhận được từ việc thực hiện hành vi mới. Họ rất cần sự trợ giúp của bạn bè, gia đình và cộng đồng. Để khuyến khích đối tượng thực hiện thay đổi hành vi sức khỏe, áp dụng các biện pháp giúp hình thành và duy trì hành vi để hình thành thói quen. Bước 5. Duy trì hành vi đã thay đổi. Bước này đối tượng khẳng định, thừa nhận. Duy trì hành vi mới đã thay đổi có lợi cho sức khỏe của mình. Hành vi mới này nếu thực hiện trong môi trường thuận lợi, thì nó sẽ ổn định bền vững. Đồng thời đối tượng còn có thể vận động người khác làm theo. Nếu thực hiện trong môi trường không thuận lợi, gặp phải những yếu tố cản trở, thì việc duy trì hành vi mới dễ bị phá vỡ. Và đối tượng có thể sẽ quay trở lại hành vi cũ. Các nhóm người khác nhau với việc tiếp nhận kiến thức, hành vi mới có thể phân thành 5 nhóm người như sau. Nhóm 1, nhóm người khởi xướng đổi mới. Nhóm này chiếm khoảng 2,5%. Đây là nhóm tiên phong, thường đưa ra các ý tưởng mới và hành vi mới. Nhóm 2, nhóm những người ủng hộ những tư tưởng, những hành vi mới sớm. Nhóm này chiếm 13,5%. Họ thường được gọi là những người lãnh đạo dư luận. Nhóm 3, nhóm đa số chấp nhận những tư tưởng, những hành vi mới sớm. Nhóm này chấp nhận những tư tưởng, những hành vi mới. Tiếp theo nhóm thứ 2, thường chịu ảnh hưởng sớm của nhóm 1 và nhóm 2. Nhóm này chiếm khoảng 34%. Nhóm 4, nhóm đa số chấp nhận những tư tưởng, những hành vi mới muộn. Nhóm này chiếm 34%. Sự chấp nhận các tư tưởng, hành vi mới ở nhóm này muộn hơn, vì thế khi giới thiệu các vấn đề mới với nhóm này thì cần có một thời gian nhất định để nhóm này có thể thay đổi hành vi. Nhóm này chịu ảnh hưởng nhiều của những người trong nhóm 3. Nhóm 5 là nhóm chậm chạp, bảo thủ đối với những kiến thức, hành vi mới. Nhóm này chiếm 16%. Tác động vào nhóm này rất khó khăn nên phải hết sức kiên trì, mềm mỏng. Tìm các giải pháp thích hợp để hạn chế ảnh hưởng của nhóm này đối với các nhóm khác. Vì nhóm này thường có xu hướng chống đối các tư tưởng và hành vi mới, và lôi kéo những người khác làm theo họ. Các cách làm thay đổi hành vi sức khỏe. Cung cấp các thông tin, ý tưởng để đối tượng suy nghĩ, nhận thức ra vấn đề sức khỏe của họ hoặc của những người liên quan. Từ đó họ quan tâm đến vấn đề và thay đổi hành vi sức khỏe. Gặp gỡ, thảo luận, tạo sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đối tượng loại bỏ hành vi có hại và lựa chọn thực hành hành vi lành mạnh. Có thể gặp gỡ và thảo luận với cả những người liên quan để tạo môi trường thuận lợi cho đối tượng thay đổi hành vi. Trong thực tế, việc thay đổi hành vi sức khỏe có thể theo hai loại: thay đổi hành vi diễn ra tự nhiên và thay đổi hành vi diễn ra theo kế hoạch. Thay đổi hành vi tự nhiên trong cuộc sống do điều kiện của môi trường, hoàn cảnh khách quan thay đổi, dẫn đến các hành vi của con người. Trong đó có các hành vi sức khỏe thay đổi theo, mà không cần phải suy nghĩ nhiều về các hành vi đó. Những hành vi thay đổi này được gọi là hành vi thay đổi tự nhiên. Thay đổi hành vi theo kế hoạch. Nhiều hành vi có hại cho sức khỏe cần phải thay đổi, và nhiệm vụ quan trọng của cán bộ y tế để giúp cá nhân, cộng đồng thay đổi các hành vi có hại và thực hành hành vi có lợi cho sức khỏe. Những điều kiện cần thiết cho thay đổi hành vi sức khỏe. Hành vi cá nhân bị ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố. Vì vậy, để làm thay đổi hành vi, cần xem xét các vấn đề một cách toàn diện hơn. Về mặt tác động tâm lý, xã hội và môi trường, cần phải có những điều kiện cần thiết để thực hiện. Đối tượng phải tự nguyện thay đổi hành vi. Hầu hết các hành vi liên quan đến sức khỏe được hình thành trong cuộc sống như một thói quen mà cá nhân ít suy nghĩ hoặc để ý đến nó. Ví dụ như hành vi hút thuốc, uống rượu được xem như thói quen của con người. Để thay đổi hành vi, người làm truyền thông giáo dục sức khỏe cần xác định hành vi này ảnh hưởng đến vấn đề sức khỏe như thế nào, ở mức độ nào, để có các thông điệp đủ mạnh để thuyết phục đối tượng thay đổi hành vi. Hành vi phải nổi bật, điển hình, có ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Các hành vi thay đổi phải được duy trì qua thời gian. Các hành vi mới phải trở thành thường xuyên. Hành vi đó phải khả thi, được cộng đồng chấp nhận, được duy trì hàng ngày trong cuộc sống. Vì vậy, người làm truyền thông giáo dục sức khỏe cần gợi ý các hành động đơn giản
để đối tượng có thể thực hiện được. Ví dụ như tập thể dục tại nhà, đi bộ, sẽ dễ thực hiện hơn là tập